Hôm nay ta đi vô bar trên con xe Toyota, thường dùng là chai whisky chứ không phải Coca Cola. Bước vào sẵn nhìn biết xanh liệu nên các em gái nhìn anh thấy yêu, nhưng hôm nay sao đèn chói quá, nhạc cứ giặt thân thoải cứ phiêu. Bạn bè bên nâng ly chào hỏi nhưng anh ngập ngừng em không chịu nói. Đường cong sao quá nóng bỏng bao nhiêu chàng trai sao mà chịu nổi. Em theo anh thì chắc gãy cánh tại vì anh đây ít có lành mạnh. Nhà anh nghe khúc bình thẳng nhưng cho em lại thì anh không đánh. Tại thấy cần anh lần như chứng anh hứng như hoa nên ôm vào lòng. Em hỏi tình yêu màu gì anh liền trả lời tình yêu màu hồng. Anh dắt một đoạn đường dài mấy em không lẽ thì thôi cùng uống. Uống cạn cho hết đêm nay nếu em có mệt anh cứ về phòng. Nhắm mắt giơ tay 1, 2, 3 nào ta cùng nhảy. Vì hôm nay chính là thứ bảy không phải ngày thường nên hơi bùng cháy. Con mắt em mơ huyền mơ vậy mà em lại đòi uống thêm. Tận hưởng cuộc chơi suốt đêm đòi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn nồng cháy. Như thể ngập ngẹt thì ta bung lộ mình quẩy quẩy. Cho em thấy xứ sở thần tiên. Mới nửa duyên mà thấy chóng mặt. Còn kêu anh kể cho thêm đường kè. Công nhận nhìn em nóng thật. Em ăn xúc xích hay là sườn que. Yeah, lắc cái hông bên phải. Rồi anh vỗ nhẹ cái mông bên trái. Lên giường thì ta cùng chạy. Hỏi sao đàn ông nhìn gái không khoái. Phần một em hơi căng tròn. Tưởng đâu là hai cái bánh bao. Diva đêm nay đẹp nhất đó chính là em sáng như ánh sao. Nhắm mắt giơ tay 1, 2, 3 nào ta cùng nhảy. Hôm nay chính là thứ bảy không phải ngày thường nên hơi bùng cháy. Con mắt em mơ huyền mơ vậy mà em lại đòi uống thêm. Tận hưởng cùng chơi suốt đêm đòi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn nồng cháy. Người phải ngập ngẹt thì ta bung lộ mình quẩy quẩy.